Hi, xin chào bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu cách để mình xóa một cái kênh phụ trên YouTube như thế nào nha các bạn. Ok, thì trước tiên các bạn vào cho mình Google Chrome rồi đăng nhập vào YouTube cho mình nha các bạn. Rồi, trước tiên các bạn hãy chọn cho mình cái kênh nào mình muốn xóa nha các bạn. Thì ở mục chuyển đổi tài khoản, các bạn tích cho mình cái kênh mà mình muốn xóa. Thì ở đây mình muốn xóa cái kênh nhạc thư giãn nhí chết Lê Tùng nha bạn. Rồi mình sẽ bấm vào. Rồi ok, thì sau đó các bạn bấm vào cho mình là YouTube Studio nha bạn. Rồi ở mục YouTube Studio thì các bạn bấm vào cho mình phần cài đặt nha bạn. Ở phần cài đặt các bạn chọn vào cho mình kênh. Thì trong cái phần kênh nó sẽ sổ ra thì các bạn chọn cho mình là cài đặt nâng cao nhé các bạn. Rồi các bạn kéo xuống, chọn cho mình là xóa nội dung trên YouTube nha các bạn. Rồi nó sẽ đòi hỏi mình xác minh tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn đăng nhập vào. Rồi sau đó các bạn sẽ có hai chọn lựa. Thứ nhất là các bạn sẽ ẩn nội dung kênh của mình đi. Thứ hai là các bạn là xóa xóa vĩnh viễn nha các bạn. Thì ở mục ẩn nội dung thì nó sẽ thông báo cho mình là nội dung sau, chế độ riêng tư, 4 video công khai thì mình không muốn ẩn mà mình muốn xóa luôn nha các bạn. Thì ở mục tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình thì ở đây nó sẽ thông báo, các bạn đọc kỹ cho mình nha. Hãy chọn tất cả các hộp, kiểm tra sau xác nhận. Rồi là bạn hiểu những điều này thì nó sẽ thông báo cho mình là có 4 video, một danh sách phát, 5 người đăng ký nha các bạn, bình luận và câu trả lời. Thì các bạn xác nhận, đọc hiểu thì các bạn bấm vào cho mình, tích vào cho mình hai ô này nha các bạn. Rồi các bạn đồng ý xóa nội dung của tôi nha các bạn. Rồi ở đây các bạn nhập copy lại cho mình cái phần là nó nói là xóa nội dung của bạn, thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung của bạn trên YouTube, bao gồm tất cả video, danh sách phát, lượt thích, lượt đăng ký, bình luận, tin nhắn, vân vân, tìm kiếm và danh sách xem của bạn. Bạn không thể khôi phục dữ liệu này, vui lòng xác nhận bằng cách nhập tên kênh của bạn nha bạn. Các bạn copy cho mình cái kênh, tên kênh của mình vào đây. Rồi các bạn bấm xóa nội dung kênh nha các bạn, xóa nội dung của tôi. Ok các bạn nhớ đọc kỹ nha các bạn, một lần chọn là sẽ không có thể nào mà khôi phục được đâu nha các bạn. Rồi thì ở đây nó sẽ thông báo là xóa nội dung trên YouTube đang xóa nội dung của bạn, chúng tôi đang tiến hành xóa vĩnh viễn nội dung của bạn. Quy trình này thường sẽ mất vài phút nhưng có thể mất đến vài ngày nha các bạn. Ok thì các bạn sẽ chờ nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt đi, mình sẽ vào đăng nhập lại nha bạn. Rồi rồi ở đây mình sẽ đăng nhập vào YouTube nha bạn. Rồi ở mục YouTube nó vẫn hiện cái logo hình của cái kênh nhạc thư giãn của mình nha bạn. Thì các bạn bấm vào chọn phần chuyển đổi kênh, các bạn kiểm tra xem. Rồi ok thì đây là kênh chính của mình nha bạn, kênh của mình là Lê Tùng Vlog. Ok thì để mình kiểm tra. Rồi những nội dung vẫn còn nha bạn. Rồi ok thì để mình kiểm tra xem, đó nó đã mất rồi nha bạn, đó, nó đã mất cái kênh mà thư giãn của mình rồi. Ok vậy là mình đã xóa cái một cái kênh phụ thành công nhé bạn. Thì mục đích mình xóa cái kênh phụ này á, thì để nó sẽ không ảnh hưởng tới cái kênh chính của mình nha bạn. Vì nếu mà kênh phụ của bạn có vấn đề gì thì kênh chính của mình nó cũng bị dính theo luôn nha bạn. Đó thì mình sẽ dùng một kênh chính này thôi.
Rồi, ok. Đây là video mình hướng dẫn cho các bạn cách xóa mỗi kênh phụ trên YouTube nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy mà có ích với bạn thì các bạn nhớ cho mình một like, cũng như share cho mọi người cùng biết. Nhớ đăng ký ủng hộ mình cũng như mở chuông để nhận được những video mới nhất nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nha.